Thưa quý vị, kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam, chiều nay tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã cùng hơn 400 đại biểu là doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Nghệ An. Những biến động phức tạp khó lường của tình hình thế giới, suy thoái của kinh tế toàn cầu, bất ổn của thị trường đã có tác động mạnh mẽ tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước, đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023. Tuy vậy, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và đặc biệt là sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội trên địa bàn Nghệ An trong 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng lên. Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn toàn tỉnh hơn 29.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 194.000 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân 6,7 tỷ đồng một doanh nghiệp. Đây chính là thành quả của phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2023 của tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tỉnh đã tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về đất đai, mặt bằng, lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và các điều kiện thuận lợi khác để doanh nghiệp phát triển, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội Nghệ An của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tạo công ăn việc làm cho 310.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng một tháng, đóng góp gần 70% tổng thu ngân sách nhà nước. Chính cộng đồng doanh nghiệp cũng đã hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa. Những cái kết quả này thì khẳng định là có cái đóng góp rất là quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh nhà. Bên cạnh cái kết quả về kinh tế thì vấn đề về văn hóa xã hội, an sinh xã hội của tỉnh cũng được quan tâm. Cấp ủy chính quyền thì luôn luôn dành quan tâm đối với công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là trong năm 2023 là chúng ta phát động cái phong trào vận động xây nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Và với một kết quả hết sức tích cực, đến nay chúng ta đã kêu gọi vận động để mà đủ điều kiện là sẽ triển khai xây dựng khoảng 12.600 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và đến thời điểm này chúng ta đã hoàn thành xây dựng khoảng xấp xỉ 4.600 căn và phấn đấu trong năm 2023 là chúng ta sẽ hoàn thành vào khoảng xấp xỉ 6.000 căn. Đây là một cái minh chứng cho cái kết quả về vấn đề an sinh xã hội. Và đóng góp vào cái kết quả này thì phải nói là phần lớn là đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp, các doanh nhân, các nhà hảo tâm. Chúng tôi muốn lấy với con số này để thấy rằng là cái đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngoài cái đóng góp vào phát triển kinh tế thì còn đóng góp vào công tác an sinh xã hội. Khẳng định tỉnh luôn sát cánh đồng hành với những bước đi trưởng thành và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành với tinh thần chính quyền kiến tạo phục vụ, quan tâm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong các doanh nghiệp doanh nhân chia sẻ với những vấn đề còn chưa hài lòng, những khó khăn vướng mắc còn gặp phải. Tỉnh sẽ quyết tâm đổi mới trong công tác hành chính, khắc phục những tồn tại hạn chế và cầu thị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Và thưa với quý vị, là quan điểm của tỉnh Nghệ An như là trong phóng sự đã nêu ấy, là cấp ủy chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là cấp ủy và chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp chứ không chỉ chính quyền. Báo cáo đồng chí hôm nay hiện diện đây có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đồng hành cùng chính quyền và cùng các doanh nghiệp để mà thực hiện các cái mục tiêu phát triển, để thực hiện các mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp. Và tỉnh cũng có những cái chúng tôi gọi là những cái công thức để làm sao mà
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Ví dụ như là năm sẵn sàng về quy hoạch, sẵn sàng về hạ tầng, sẵn sàng về mặt bằng, sẵn sàng về nhân lực và sẵn sàng về thủ tục. Thì đấy là những cái công thức mà tỉnh đã đặt ra để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư. Đấy, và đặc biệt là trong cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì tỉnh rất là quyết tâm trong cái việc cải thiện, cải cách thủ tục hành chính, rồi chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với một bộ phận cán bộ công chức, viên chức. Và Nghệ An thì là một trong hai địa phương trong cả nước là có mô hình ban chỉ đạo cải cách hành chính mà do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu để lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính để đạt được mục tiêu. Và ban chỉ đạo cải cách hành chính chính phủ đánh giá rất cao cái mô hình này, vì khi mà có sự tham gia cấp ủy thì cái công tác cải cách hành chính nó toàn diện hơn và nó đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Đấy, và vừa rồi chúng tôi cũng có những cái biện pháp rất cụ thể để chấn chỉnh cái đạo đức công vụ. Ví dụ như là ở sở này, ngành kia mà có những cái vấn đề dư luận về cán bộ công chức viên chức mà có thái độ hoặc là có cái biểu hiện nhũng nhiễu trong cái làm việc với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có sẽ có ngay cái biện pháp xử lý. Và trước hết là yêu cầu là người đứng đầu các sở ngành là phải sắp xếp, là phải tuyên truyền cán bộ. Với quan điểm doanh nghiệp phát triển thì Nghệ An phát triển, doanh nghiệp thành công thì Nghệ An thành công, và trên tinh thần nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị vừa ban hành về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp doanh nhân phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển để cùng chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu tại nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như thích ứng, có nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn hiện nay, biến thách thức thành cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ, tăng cường liên kết, hợp tác, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Cùng với tỉnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng hoa chúc mừng ngày doanh nhân cho lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân. Cũng tại buổi lễ, có 5 doanh nhân và 25 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2023, được nhận tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.